Trận đấu này nam là người được cầm x và sâu phải cầm ô, tức là ô phải đi sau. Và trận đấu này thì mình chưa kịp quay ngay từ đầu cho nên là đang quay giả trưng. Đây là mình cho các bạn đọc qua, mình đọc qua tin nhắn một chút rồi mình sẽ tắt đi. Ok, và trở lại với cái trận đấu thì các bạn có thể thấy được là nam đang đánh con này để phá cái đường chéo này, ép cho sầu bắt buộc phải chặn vào trong. Các bạn hãy để ý cái ván đấu này nhá, sầu đang có cái nước chéo 3 và nước chéo 2 này, được chưa? Hai cái nước này nếu được đánh nó sẽ có chiến thắng, tức là đánh con này, đánh ra đây và win 3-3, ok chưa nhỉ? Thì lúc này để xem bạn nam sẽ xử lý như thế nào nhá. Bây giờ bạn ấy muốn chặn, nếu mà chặn vào đây thì sẽ bị hở mất cái mặt này, được chưa? Ok. Còn nếu như rồi và bạn ấy đã đưa ra một tình huống xử lý rất hay, phải nói rất hay nhá. Bạn ấy chặn được cái nước 3-3 này và hạn chế phạm vi mở nước ở cái mặt này. Tại sao mình lại nói chặn được nước 3-3? Bởi vì các bạn nhìn thấy chặn cách đúng không? Nhưng bạn ấy đã tính là hết giấy rồi. Nếu bây giờ ô mà đánh con này thì bạn ấy không cần chặn cái đường ô này luôn, bởi vì nó đã hết giấy. Ok. Thì bạn ấy đã đảm bảo được hai cái điều kiện mà mình vẫn hay nói cho các bạn, đó là tạo ra những ràng buộc và hạn chế phạm vi mở nước. Thì ở cái tình huống này bạn ấy đã hạn chế phạm vi mở nước cách cực kỳ là tinh tế. Tuy nhiên thì pha cờ này sầu này đã sử dụng một kỹ năng mở cờ rất là hay, tạo ra một số pin dọc và cái đường chéo này. Lúc này bạn nam đã lựa chọn là đánh con này, một pha xử lý cũng rất là hay. Nó đảm bảo được cái có thể coi là một cái nguyên tắc của mình vẫn hay đưa, đó là chặn cờ và tạo ra sự ràng buộc. Lúc này bạn nam đã nhìn trước là nếu bây giờ ô kéo con này, lập tức bạn nam sẽ đánh vào đây, được chưa? Thì lúc đó sầu có chặn vào trong hay chặn ra ngoài thì nam cũng có cách xử lý, đó là chặn vào con này thì sẽ hết sạch cờ hoặc chặn con khác. Nói chung là nếu như sầu kéo con này ra là sẽ sai lầm. Và lúc này để xem sầu sẽ xử lý như thế nào, chỉ còn 10 giây, chỉ còn 10 giây cho sầu thôi. Và cậu ấy đã không dám đi mở cờ cũng như là đi công nữa, mà quay ra đi chặn ngay. Bởi vì bạn ấy biết là nếu bây giờ cố gắng công là sẽ bị không công được, là sẽ mất lợi thế cực lớn. Và các bạn hãy nên nhớ trên này của bạn nam có cái nước chéo 4 này, cái phía trên này là phía có thể đi công. Và nam đã xử lý chặn cái tình huống này một cách phải nói là nói như thế nào nhỉ? Nếu là tình huống này thường là mình sẽ đánh con này, bởi vì sao? Nó chặn một phát tạo phá được hết sạch tất cả các nước luôn, phá được hạn chế phạm vi của nước. Mình nghĩ chặn con này cũng rất hợp lý, nhưng nam đã lựa chọn chặn vào con này. Các bạn có lẽ cái mục đích của bạn ấy là đang dụ bạn sầu đi công trong một cái phạm vi mà bạn ấy có thể kiểm soát được. Mình đoán cái tâm lý lúc đấy của bạn ấy là như vậy, mình nghĩ là như thế. Còn để xem bạn sầu sẽ xử lý ra sao nhá. 7 giây, bạn sầu đánh rất là sát giờ và công con này, được chưa? Nếu như bây giờ nam chặn vào đây thì có 4-3. Tuy nhiên cái 4-3 này nó sẽ bị xử lý một cách rất đơn giản, đó là phá đường này, được chưa? Mình nghĩ là chặn con trên này sẽ là hợp lý hơn, và bạn nam đã chặn hợp lý. Và đấy, chặn con này để phá luôn, coi như cái nước 4 này và nước 3 này mất tác dụng, không có một tác dụng gì cả. Và cái nước chéo này là một cái nước mà bạn nam này sẽ khai thác để đi mở cờ, cũng như là cái liên kết chỗ này, được chưa? Một pha có thể coi là gài cờ cực kín đến từ bạn nam trắng này, rất hay. Như mình đã từng giới thiệu ở cái buổi livestream lần trước, mình đã bảo bạn nam này là một bạn có phong cách đánh tương đối giống mình, đánh theo kiểu thủ phản. Tuy nhiên thì bạn ấy cũng có khả năng công cực kỳ mạnh mẽ. Còn bạn sầu này thì mình đã bảo là đánh phong cách tương đối giống Bạch Võ Nam, khi tất cả cái liên kết gần như toàn là show win, và cũng như cái cách chiến đấu của bạn ấy là gần như là mang tính đôi công rất là cao. Ok. Và tình huống này có thể gọi là đang có lợi thế dành cho bạn nam trắng nhá. Bạn ấy bắt đầu đã phá được tất cả những cái phạm vi mở của bạn sầu và đang có lợi thế bạn đi ôm người ta. Tuy nhiên các bạn hãy để ý cái nước này, cái nước 4 ngang này, à 4 chéo này, nó sẽ là một cái điểm mà khiến cho bạn nam cần phải rất lưu tâm nhá. Nam đã quay xuống đây để chặn. Tuy nhiên chặn con này, chặn con này xong thì nếu như sầu mà gài, mà gà chỉ là tình huống 3 thôi, ở phía trên này 3-3 thôi, thì bạn nam sẽ lập tức đánh con này để làm gì? Để tạo ra 4-3. Nếu như nam trắng gài con này, đánh ra đây, ok. Và mình nghĩ nếu như nam trắng lựa chọn đi công,
sâu lựa chọn đi công sẽ là rất nguy hiểm nha. Cái ván đấu này nam là người được đi trước khi cầm x đúng không ạ, và bạn ấy đánh theo kiểu thủ phản và mình đang tuy là không được theo dõi ngay từ đầu, các bạn thấy chưa, sâu không dám đi công mà phải quay ra chặn ngay, thấy cái sự nguy hiểm ở chỗ này. Và lúc này quyền kiểm soát trận đấu đang thuộc về bạn nam, bạn ấy có quyền đi chặn cũng như là đi mở cờ, và mình nghĩ bạn ấy sẽ tìm cách mở cờ ở phía trên này để làm gì, để phá luôn cái sự gọi là rình mò ở cái chỗ này của bạn sâu, cũng như là cái mặt này của x rất là lợi thế luôn. Nam trắng có cái mặt đó các bạn thấy không, phá luôn cái đường tương lai và tạo ra cái nước dọc này. Đây là một tình huống cực khó dành cho sâu nha. Với một cao thủ như bạn nam trắng này, mình xem một vài trận đấu của bạn ấy rồi mà mình biết được cái thực lực của bạn ấy đến đâu, thực sự là rất ghê. Cả hai người này đều rất ghê các bạn ạ, sâu cũng như là bạn nam trắng này, hai người có trường phái đánh khác nhau, tuy nhiên đều ở một cái trình độ cực kỳ ghê, cực kỳ gắt nha. Lúc này để xem nam trắng Avet bạn sâu sẽ xử lý ra sao nha. Vâng, một tình huống xử lý bằng cách mở cờ con này, phá cái đường tương lai và tạo ra được một cái đường chỗ này. Cái đoạn này nếu như bạn nào mà trình độ không cao sẽ không thể phán đoán được là bạn sâu đã có ý định gì. Đó là bạn ấy đang nhìn trước cái đường tương lai ở đây. Nếu như nam trắng đánh con này và kéo cái đường này ra thì lập tức bạn sâu sẽ đánh vào đây, và lúc này khi đánh vào trong sâu sẽ có 43, đó là đánh con này đánh ra đây và win 43. Có thể coi đây là một tình huống gài cực kỳ kín. Nếu như nam trắng quay ra đi chặn thì đó chính là cơ hội cho bạn sâu quay ra đây phá cờ luôn. Nhưng không, nam trắng đã lựa chọn là gài con này ạ. Gài con này, bạn ấy đang gài và đang cố gắng tạo ra cái liên kết chỗ này và có liên kết 3. Bạn sâu thì không có nước để đi công. Phải nói đây là một tình huống rất nguy hiểm dành cho bạn sâu rồi. Rất nguy hiểm nhá. Bạn ấy có 23 giây. Thực sự một tình huống như thế này, một kẻ cả là một cao thủ có lẽ là sẽ nằm sàng. Mà chúng ta hãy cùng quan sát xem bạn sâu sẽ xử lý ra sao nha. Thực sự đây là một tình huống khó, nếu như đi chặn chay rất nguy hiểm. Và bạn sâu đã xử lý bằng cách đó là phá cái đường dọc này và tạo ra cái liên kết 3. Liên kết 3 chỗ này, tức là bạn ấy đang có nước 4 nha, đang có nước 43 đây. Tuy nhiên cái 43 này nó sẽ bị vướng bởi vì x chỉ cần đánh con này là phá được luôn. Đây này, x kéo con này ra là phá được cái đường 43 chỗ này. Các bạn có tưởng tượng được không nhỉ? Nếu không tưởng tượng thì hãy xem kỹ lại nha. Cho nên là mình nghĩ nam trắng bây giờ nếu kéo con này ra, sau đó tìm một con gài nào đó có 4 cũng ok. Tuy nhiên bạn ấy đã xử lý khác mình chỗ này một chút. Bạn ấy đã xử lý hơi khác. Bạn ấy đang muốn gài ngược lại sau. Đây là một tình huống cực kỳ là nguy hiểm, rất là căng cò luôn cho cả hai bên. Như ghì nhau cảm giác là chỉ cần xảy một con là chết luôn. Tạo ra đường 4 này, đường 4 chéo này. Đường 4 chéo này là chính là cái đường để ghì cái đường dọc này. Được chưa? Và cái đường này đánh vào đây, đánh ra đây, hoặc đánh ra đây thì nó cũng có cái đường 4. Tuy nhiên thì cái đường 4 chéo này các bạn hãy lưu tâm cho mình, đó là chỗ này hoàn toàn có 43 nếu như bạn sầu lựa chọn đánh con này. Và sầu đã quay ra chặn luôn chỗ này để tạo ra 44. Một pha cờ rất hay. Thực sự đây là một pha đẳng cấp đấy các bạn ạ. Một pha đẳng cấp đấy. 44. Và để xem, các bạn hãy cùng quan sát xem là sầu ăn nam trắng 43 không. Từ từ nha. Đoạn này thì đương nhiên là nếu không có 43 thì quay ra chặn, và có lẽ là nam trắng không nhìn ra 43, không có 43 cho nên cậu ấy chặn. Mình sẽ quan sát lại xem. Đó là người ta đánh con này, đánh ra đây. Không có 43 các bạn nhá, bởi vì cái đường 4 chéo này nó đang bị ràng buộc với cái đường 4 ngang. Đó, hai nước này nó ràng buộc lẫn nhau. Đó là lý do tại sao bạn nam trắng quay ra chặn cái đường 44 này. Và nam trắng biết là chỉ cần phá được những cái điểm mấu chốt của những đường 43 chỗ này thì cậu ấy có một lợi thế cực kỳ lớn như chỗ này luôn. Mình dám chắc với các bạn nhá, rất lớn luôn. Và để xem sầu sẽ xử lý ra sao nha. Sầu đã lựa chọn là kéo con này ra chặn trong, và lúc này sầu có 43 các bạn nhá, đó là đánh con này, đánh ra đây,
và kéo con này ra cạnh cách ra đây và Q43, một nước cờ rất xa đến từ bạn sầu. Thực sự là đây là một cái tình huống cực kỳ căng thẳng đến từ hai người này. Chỉ cần một tình huống sai lầm nhỏ, rất nhỏ thôi là sẽ thua. Nhưng hai người đó làm rất tốt trong cái tình huống này nha. Và nam trắng đã phải bắt buộc phải quay tay chặn để tạo ra một cái tình huống có cái đường bốn chéo này. Được chưa? Tuy nhiên thì bạn nam trắng đang không có 43 các bạn nhá. Bạn ấy không có 43. Cho nên là chưa chắc sầu đã phải quay ra đi chặn, mà biết đâu lại quay ra đây công thì sao. Cho nên là tình huống này rất căng thẳng nha. Chúng ta cùng xem bạn sầu sẽ xử lý như thế nào. Vâng, một pha xử lý rất bất ngờ. Đó là súng đầy gài. Súng đầy gài. Nhưng mình gài thì phải gài của 43. Nếu không bây giờ nam trắng quay ra đây trên đây để công thì rất là nguy hiểm. Xem nha. Mình đang thấy là không hề có 43. Mình đang thấy không hề có 43 dành cho ô, tức là sầu. Một pha cờ gài rất lỗi. Nếu như bây giờ nam trắng tìm một con gài. Ồ, nhưng không. Nam trắng không lựa chọn đi công mà quay ra đi chặn. Và có thể thấy là tự nhiên nhường quyền đi công cho đối phương trong khi có rất nhiều nước ở cái chỗ này. Tại sao nam trắng không nhìn kỹ ở tình huống này để tìm một con gài nào đó nó cực kỳ nguy hiểm ở đây thì nó sẽ là hay hơn rất nhiều. Mình thực sự mình đã đặt một cái dấu hỏi rất lớn là cái tình huống này. Tại sao ví dụ nam kéo con này ra thì sầu phải chặn trên. Được chưa? Chặn trên. À, đây rồi. Mình hiểu ý đồ rồi. Bạn ấy nhìn thấy cái con vướng. Bạn ấy nhìn thấy con vướng, tuy nhiên là mình nghĩ là sẽ vẫn có thể gài được nếu như quan sát thật kỹ. Và bây giờ chúng ta hãy trở lại cái tình huống bên dưới này. Nam đang bị trong cái thế ngược lại, phải quay ra đi chặn vào đây, một tình huống rất nguy hiểm. Khi sầu có đường 4, 3 chéo, 3 chéo, nước dọc. Đây, hai cái đường này nếu như để mở cờ là rất căng nhá, rất căng cò. Rất nguy hiểm dành cho nam. Mình nghĩ đây là một tình huống, nếu như giả sử bạn ấy có xem lại clip, mình tin là bạn ấy sẽ cần phải tìm lại cái con gài được 43 chỗ này. Mình nhìn chỗ này là vẫn có thể gài được 43 các bạn ạ. Mặc dù nó bị vướng chỗ này một chút nhưng vẫn xử lý được. Các bạn thấy không? Đó là lý do tại sao sầu đã không dám công. Bởi vì sầu biết là nếu bây giờ muốn gài thì cũng chỉ có thể gài được 33 thôi. Mà cái chỗ này là khả năng là sầu đã nhìn thấy cái đường gài 43 rồi. Được chưa? Đó là lý do tại sao mà nam trắng, mình đã nói là nam trắng đã bỏ qua một tình huống này rất nguy hiểm, rất đáng tiếc. Đó, cái con này chính là cái con gài. Đó, mình cảm thấy con chặn của bạn sầu này chính là con gài. Và nam trắng đã bỏ qua cơ hội và bây giờ phải quay ra đi chặn thôi. Thế chặn trở về cân. Thực sự một cái tình huống phải dành lời khen này cho sầu các bạn. Lời khen nói là không thể chê một cái gì cả. Một cái đẳng cấp cực kỳ cao. Nói là đây là một tình huống đẳng cấp. Để mà gỡ được cái tình huống này không dễ nha. Mặc dù là nam trắng đã đánh sai con này, nhưng để khiến cho nam trắng phải sai lầm cũng như là có được nhận đến những cái tình huống căng thẳng như này là phải có những cái pha những cờ cực kỳ xa đến từ bạn sầu này. Cảm thấy bạn ấy đánh rất là gắt luôn. Và lúc này nam trắng đã lựa chọn là kéo lên trên thì bắt buộc phải chặn trong, đúng không? Lúc này có hãy để ý cái chỗ này, luôn luôn lưu tâm cái chỗ này cho mình. Và lúc này nam trắng lại có thêm cái đường bạn đường năm ngang, à năm chéo. Phải nói là về mặt lợi thế bây giờ ấy thì mình nghĩ cũng chỉ là cân. Nói chuẩn ra nếu mà phân tích kỹ thì nam trắng có lợi hơn một tí xíu thôi, mà với cái trình độ của hai người này mà một tí xíu thì rất là khó để có thể phân biệt được. Chặn trong. Và lúc này sầu đang 43, cần phải phá ngay 43, tuy nhiên là phải phá bên trên các bạn nha. Phải phá bên trên. Bởi vì sao? Nếu mà phá bên dưới thì tự nhiên là mặt trên này nó rất là hở luôn. Mặt trên này mà hở mà để mở cờ thì khả năng là toang. Ồ. Nhưng không. Nam trắng lựa chọn chặn dưới và mình cảm thấy con chặn này là sai lầm. Bởi vì sao? Như mình đã nói ngay từ cái đầu chặn rồi. Cái tình huống này nó bị hết giấy rồi, cho nên không phải lo về cái chỗ này nữa. Mà vào cái phía trên này này, nếu như giờ để sầu mở cờ phía trên này thì có vẻ rất căng. Ví dụ như gài con này, đây gài con này có vẻ tương đối căng thôi, chứ cũng không đến nỗi gọi là sẽ thua ngay.
để xem sầu sẽ xử lý như thế nào nhá. Chỗ này thì không cần phải chặn rồi. Sầu đang có hai mặt để công, một là mặt dưới này, hai là mặt dưới này. Nếu như mặt trên này không công được thì có thể quay xuống đây. Nói chung là cũng chỉ là ngang nhau thôi các bạn nhá. Tình huống này thì mình nhìn thấy là nếu như nam trắng lựa chọn là chặn vào con này là nói chung là đỡ hết sạch nước. Và bây giờ muốn mà gài đi công thì có lẽ sầu cũng chỉ có cách là gài con này thôi. Tuy nhiên thì gài con này thì nó chưa thể win được, sẽ vẫn bị đối phương chặn sạch cờ. Nếu gài con này nam trắng lựa chọn phá một phát hết luôn cả hai đường bốn này thì tức là mặt này không thể công dành cho sầu được nữa. Vì có lẽ là nam cũng đã biết cái mặt này không thể công được và sầu nam đã quay ra, sầu đã quay ra đây để chặn phá được cái đường tương lai của cái nước này cũng như là nước dọc này. Và thế trận như thế này khả năng là sẽ hòa các bạn ạ. Mình nghĩ là sẽ hòa nếu như cứ đánh như thế này. Nếu như cứ chặn như thế này thì mình sẽ cố gắng phân tích cái tình huống trước đây, đó là cái chỗ này. Thực sự mình cảm thấy cái trình độ rất cao đến từ hai bạn này ở cái chỗ này này, thực sự luôn. Hai cái tình huống mà các bạn ấy ghi nhau toàn là 4-3 luôn, cứ ghi nhau gài các kiểu toàn 4-3 luôn mà cuối cùng hòa, không ai bị thua, thế mới ghê ạ. Thực sự là cái pha đó phải nói là nói lên đẳng cấp. Nhưng tình huống đó là sầu là người hay hơn, phải nói khẳng định là sầu là người hay hơn trong cái tình huống vừa rồi. Và trở lại cái ván đấu này, tình huống này thì đây chỉ là những cái tình huống chặn cờ mà mang tính tàn cuộc với ván đấu này rồi, có lẽ là sẽ hòa. Mình nghĩ là sẽ hòa cái ván đấu này các bạn nhá. Và nếu hòa thì mình sẽ dừng clip tại đây và hẹn các bạn vào những clip tiếp theo nhá.